Chào các bạn, hiện tại thì mỗi team tụi mình có hoạt động thêm một server mới tên là supernc.vn. Tại đây thì có rất nhiều các minigame hấp dẫn và kèm theo rất nhiều ưu đãi để các bạn có thể thỏa sức đam mê. Và còn chần chờ gì nữa, bắt đầu intro thôi nào. Hello và chào mừng toàn thể các bạn đã tới với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một tập nữa của Minecraft Better Minecraft, và hay còn gọi là Minecraft New siêu nâng cấp ấy. Thì tập hôm nay là tập thứ 7 rồi. Và trong tuyển offline thì mình có đi khá là xa để mà mình tìm được những công trình xịn. Thì ở đây thì mình đã tìm được một công trình rồi. Chắc các bạn thắc mắc là tại sao mình không có đi mai. Kia okay, cái gì nhỉ? Các bạn thắc mắc là tại sao mình không có đi gọi là đi mai Netherrack như mình đã nói. Thì theo như mình nghiên cứu thì chúng ta sẽ cần một máy farm để mà có TNT ấy, máy farm creeper ấy, thì nó sẽ hiệu quả và nó nhanh hơn. Chứ cái việc chúng ta đi mai với một cái cúp này thì mình nghĩ là nó sẽ rất là khó để mà có được đủ số lượng, chế được khoảng 8 cái foil Ultimarai nha. Ultimarai chúng ta phải cần 8 cái foil này, 4 cái cho 4 bộ giáp này, và một cái kiếm này, một cái cây cúp, với lại một cái cung. Đó là chúng ta sẽ cần khoảng 7 chứ, 7 thôi, cái khiên nữa. Nói chung mình sẽ cố gắng có thật nhiều nhé, tại vì có cái này nó sẽ rất là tốt cho mình. Đó, nên là mình định trong tập hôm nay mình sẽ đi khám phá mấy cái công trình này để chúng ta đi tìm những cái đây, những cái nguyên liệu này nè, những nguyên liệu kế bên cái phone này ra này, nó sẽ khá là cần ấy. Để mà có được một cái Ultimarai chúng ta sẽ cần 8 đúng không? 8 cái phone này ra. Trong khi đó mình cần khoảng 7, 7 x 8 chúng ta phải cần 56 phone này ra đấy. Nó sẽ rất là nhiều. Ok, liên thiên tới đây thôi. Bây giờ tụi mình sẽ đi khám phá nhé. Ở đây thì mình đã di chuyển khá là xa các bạn ạ, mình đã di chuyển theo cái đường dọc bờ biển này để chúng ta vừa gặp cái công trình ở trên mặt đất và vừa gặp những công trình dưới biển luôn. Nói chung là mình đi khá là xa rồi đấy, thật sự xa. Mình có gặp một cái xương cá khổng lồ nữa, đây các bạn thấy không? Có một cái xương cá khổng lồ thế này nhưng mà ở đây nó không có gì hết trơn à. Nên là mình đã đi tiếp và tới được cái chỗ này thì gặp một cái làng siêu to luôn. Hồi nãy mình có thấy một vài công trình khá là xịn này. Trong đây cái đường nó có đồ xịn không ta, để xuống vô xem thử. Khá là nhiều than. Slayer 4, ô cái này được này, cái này được này. Wow. Và rất là nhiều thức ăn luôn. Dạo này mình đã hết thôi, gọi là thức ăn gần hết rồi. Nên chúng ta sẽ lấy mấy cái này đỡ vậy. Wow, xịn nha. Đây là một cái làng chài nè, chính xác cái chỗ này chính là cái làng chài. Hôm trước là mình gặp một cái chỗ thuyền của dân làng thôi, chứ không phải làng chài đâu. Cái này mới là làng chài thực thụ này. Ok. Wow, nó có thật nhiều mấy cái này luôn ấy. Mấy cái này ra có gì không? Không. Ở đây thì cái gì mà đúng rồi, làng chài có thật luôn các bạn ạ. Nó tới 11 xô lận. Nhưng mà thôi, mình nghĩ mình sẽ không cần nhiều xô như vậy đâu. Chúng ta cứ đi tiếp thôi. Nó sẽ có những ngôi nhà ở trung tâm thế này trông khá là xịn nha. Và ở đây thì càng lúc nó sẽ có càng đồ xịn hơn hả ta. Khá là nhiều đá mình có thể dùng để bóc lóc cũng được này. Nhưng mà thôi, mình thích bóc bằng gỗ hơn. Ở đây có mấy cái thùng, thùng cực kỳ nhiều luôn, có thể về nhà trang trí các thứ. Bên đây tiếp tục là có cái này, ngon. Và gom hết, ê, kim cương. Đó, kiểu gì cũng sẽ có kim cương thôi. Nhưng mà kim cương bây giờ thì mình cũng không cần thiết cho lắm ấy. Nếu mà nó cho mình Netherrack chắc là mình sẽ khóc mười mấy năm ấy. 36 kiện rơm rồi. Wow, mấy cái lá súng này đẹp ấy nhờ. Tiếp tục thì mình sẽ đi vô căn nhà ở giữa thôi. Ở đây thì nó có nhiều rương nhưng mà thôi, chắc mình vô mấy căn nhà này thì nó sẽ xịn hơn ấy. Đây là căn nhà trung tâm. Wow, đúng nghĩa trung tâm luôn ấy. Không biết là mình có nên chọn khu vực này làm nhà ở hay không đây. Ăn cắp bánh mì cái đó. Ủa, đường đi vô đâu? Ở đây này. Đây là đường đi vô. Và các bạn có để ý không? Không có một anh dân làng nào ở đây luôn ấy. Tại sao vậy ta? Không có thanh niên dân làng nào luôn. Mình đang khá là thắc mắc luôn ấy. Ngôi nhà này thì nó cũng tương đối đẹp nhưng mà nó không đẹp bằng ngôi nhà cây của mình đâu. Nên mình sẽ không chọn làm căn cứ đâu. Nhưng mà cái làng này đã bị gì rồi ta? Quặng redstone. Ok. Mình nghĩ là cái làng này nó có một cái vấn đề gì đó rồi đấy. Tại sao nó lại có chuyện này xảy ra nhờ? Hiệu sức 3 hả? Hiệu sức 3 thì bình thường. Và đây có một căn phòng ở này. Nói chung là chúng ta vô đây được rất nhiều thức ăn là ok rồi đấy. Rất là nhiều bánh mì cho mình luôn. Ok, ở đây thì có gì nữa? Đây, mình được hơn một stack kiện rơm rồi. Là chúng ta có phải khoảng 9 stack bánh mì, trời ơi. Ủa không, 3 stack chứ. 9 stack là hơi sai. Rồi, chắc là như thế này thôi. Mình sẽ lút thêm một cái đường này nữa, chúng ta đi thôi các bạn ơi. Chỉ chắc là mình sẽ đi theo đường biển tiếp ấy. Ở bên đây thì nó có một cái thành tích đại dương này, chính xác luôn, kế bên luôn. Có một cái thành tích nhá, mình sẽ cho mình lút. Bây giờ mình như một kình ngư thực thụ vậy đấy, nên cũng không có gì lo lắng cho lắm. Có nên lút bản đồ không nhờ? Mình thực sự là bây giờ hơi lười lút bản đồ ấy. Hơi lười biến ấy. Đây chúng ta sẽ xem coi cái rương nó nằm ở đâu. Thưởng mấy cái này nó hay giấu rương lắm ấy. Mà có phải... À đây rồi. Đó. Nó hay giấu rương cực kỳ. Ở đây mình sẽ gom nó. Ồ, cái cúp mình đào nó nhanh nhờ. Ồ, ở đây được thêm kinh nghiệm này. Được. Mình rất là cần kinh nghiệm ấy. Chắc là mình chỉ lấy khoảng một stack kiện rơm, ta không muốn lấy thêm đâu. Emerald được nha. Sau này mình nghĩ mình sẽ cần trao đổi nhiều thứ ấy.
Và đây chúng ta sẽ có thêm một cái rương nữa. Một cái đinh ba sắc bén 2 xuyên thủng và speed fishing. Oh my god, mình có nhiều đinh ba lắm rồi đấy. Ok, mình nghĩ là mình sẽ học hết mấy cái này đi. À, một cái này. Làm gì vậy? Ok, hai cái này. À, ba cái này. 20 level 25 rồi, xịn không? Chưa gì mà đã lên được level tận 27 luôn. Ngon. Ở đây chúng ta sẽ có thêm sự may mắn của đại dương, mình có một cá rồi nên thôi không lấy đâu. Chứ là mình cũng không có định là câu cá đâu bà con ơi. À, đây chúng ta có thêm một cái rương, chiếc nhẫn và học thêm một quyển nữa. Ok, level 30, không cần farm gì luôn mà chúng ta được level 30 rồi. Mấy cái bản đồ này thì nó sẽ bị trùng nhau thôi, chứ là mình còn lút thiếu vài cái, nhưng mà thôi kệ đi. Trời tối rồi sao nhanh thế. Và chúng ta tới được khu vực này rồi, mình đi tương đối là xa nhà đấy, chắc là mình sẽ tiến theo khu vực biển ngoài đây thôi để chúng ta tìm thêm công trình đấy. Ở đây có những con chim này, nó chắc là ngủ một giấc đi, mình nghĩ mình sẽ ngủ một giấc. Và chúng ta tìm cái kho báu này rồi đi tiếp thôi. Có một cái hơi lạ là cái bản đồ kho báu này nó nằm ngay ở trong đất liền luôn ấy. Mình từ từ, ở đây có một ngôi nhà nữa để mình xem coi tại sao nó không có tung tích của anh dân làng nữa rồi ta. Vẫn là một ngôi nhà bình thường thôi, thôi kệ đi. Ở đây quất thêm tí bánh mì đi. Bây giờ thức ăn của mình là khỏi lo thiếu rồi, chúng ta có thể ăn được khá là lâu ấy. Ở đây thì mình sẽ đi qua bên hướng bên đây thì chúng ta sẽ gặp được cái kho báu này. À, nó sẽ nằm ngay bờ biển bên đây chứ không phải là nó nằm trong đất liền các bạn ơi. Vẫn là ở khu bờ biển thôi. Lẹ lên, đây nó nằm ở bên hướng bên đây nè, sắp tới rồi. 3, 2, 1, rồi tới nơi này, nhanh chưa? Ok, ủa nhưng mà, cái dấu mũi tên đâu rồi? Ở đây, ok. Thì chúng ta sẽ đi lùi thêm chút xíu nữa và đào tất cả dưới đây lên luôn. Mình nghĩ là nó sẽ nằm đây thôi, đây chính xác luôn. Chúng ta có thêm một cái đĩa nhạc, cái này thì mình có rồi. Lại là kim cương và các khoáng sản thôi. À, cái tinh thể lăn trụ biển này thì bây giờ nó lại cần cho mình nha. Tại vì nó sẽ giúp mình chế tạo được cái Utimera này nè. Tinh thể lăn trụ biển là cái này đúng không? Mình sẽ cần khoảng 7 phôi đúng không? 7 x 4 chúng ta sẽ cần khoảng 28. 28 cái tinh thể lăn trụ biển này. Nên mình sẽ cất nó vô nha. Bây giờ nó thật sự là có giá trị đối với mình đấy. Cứ cất vô đi. Bây giờ chúng ta sẽ bắn một phát thật là mạnh. Pew. Bây giờ. Pew, mình sẽ bắn ngang thế này á cho mình đỡ bị mất máu nhiều nha. Đó, té từ trên cao xuống thì nó mới mất máu nhiều các bạn ơi. Và pew. Mình sẽ nhảy xuống khu vực biển luôn. Nhanh chưa? Ok, tiếp tục mình sẽ tiến về hướng bên đây thôi. Để xem coi. Chắc đi ra ngoài biển xa đi, chắc ở ngoài hướng này được này. Bây giờ nhìn lại thì mình mới nhận ra là mình mới đi qua thêm một cái monument nữa này. Lần trước chúng ta đã khám phá một lần rồi, nên tuy nhiên bây giờ mình ngán lắm rồi. À, thấy được những chiếc thuyền chìm lúc này khá là hay nhờ. Ồ, sao là mình bỏ qua những công trình này. Bên đây có thêm một cái chỗ này chúng ta đã từng loot rồi. À, mình nghĩ là mình sẽ qua bên đây các bạn ơi. Tại vì sao? Thì bên đây nó có rất nhiều thuốc súng cho mình. Nó sẽ giúp mình chế tạo TNT các bạn nhớ không? Mình nhớ là bên đây nó sẽ có nhiều thuốc súng lắm. Ok, bây giờ qua chúng ta xử lý chỗ này đi. Nhiều thuốc súng là phải lụm cơ. Ok, đây chúng ta sẽ chắc là đi bằng gỗ để chúng ta vô cái chỗ này thôi. Thuốc súng nhiều đó là sự lợi thế các bạn à. Mình nghĩ là sau này chúng ta cứ đi ra biển gặp mấy chỗ này là farm thuốc súng nó còn nhiều hơn mấy farm nữa đấy. Thích nghĩ là như vậy ấy. Mà không biết có phải là cái chiếc thuyền này hay không nữa. Còn thấy căng không? Ây da, từ từ. Cái biển hộ này. Cái thằng này chúng ta có thể tận dụng máy farm này để mà chúng ta farm làm cái máy farm emerald cũng được ấy. Nhưng mà thôi, mình không cần cho lắm. Ok. Nó ra nó gõ mình nữa này. Thế là xong cái lò spawn phía dưới nhá. Chúng ta sẽ tiến vô thôi. Bây giờ mình là kình ngư mà nên cũng không có sợ cái chỗ này lắm đâu. Chúng ta sẽ chắc là bỏ cái bản đồ kho báu này đi. Bỏ cái này đi luôn. Chúng ta sẽ làm một ít bánh mì phải có 3T đi. Tới cái đoạn này thì chúng ta sẽ mình nghĩ là mình bỏ cái này ra tạm thời để chúng ta đeo cái này vô thì nó sẽ giúp cho mình trâu bò hơn nha, đỡ phải bị tụi này nó tiêu diệt. Không là cũng cực lắm ấy. Cái tụi này thì nó đứng yên rồi nên chúng ta sẽ dễ giết thôi, không có vấn đề gì đâu. Một cái này, hai này. Chắc là chịu khó mất máu một chút xíu các bạn à. Tại tụi này nó hơi bị mạnh bạo ấy. Mình có cái trái tim của Golem nên chắc cũng đỡ. Một này, hai này, ba này. Một, hai này, ba này. Một này, hai này. Tính ra cái tụi này cũng dễ đối phó quá các bạn à. Chỉ sợ những cái tên kẻ biển họ cầm rìu thôi. Tại vì sát thương của nó khá là căng ấy. Chịu khó cho nó bắn mình thêm chút xíu nữa. Ok, còn thằng này nữa. Tụi nó chết là tụi nó sẽ auto rơi ra bạc à. Mũi tên có độc các bạn à, nên phải cẩn thận. Hey. Ok. Bây giờ tới là cái thời điểm mà chúng ta sẽ gom lúa thôi bà con ơi. Ủa, có hai thuốc chúng vậy. Thêm ấy. À, kim cương. Hình như là mình nhớ lộn cái chỗ nào hay sao ấy. Mình nhớ chỗ này có nhiều thuốc súng lắm mà ta. À, 7 hả? Chắc cũng vậy cũng được nhiều rồi đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có thêm. Nói chung là cũng có khá là nhiều khoáng sản á. Mấy cái đầu lâu này chúng ta có thể vẫn chế tạo được nha. Mình đang có Fornader có thể chế tạo được cái này luôn này. Nhưng mà cái charm này chắc mình nghĩ nó cũng sẽ bình thường thôi. Nó sẽ đối đầu với là những cái con quái vật lửa rồi các thứ thì nó sẽ ok hơn ấy. Nó cứ gom đi.
Ok, những cái quần nó cũng tương đối là bình thường. Bây giờ chắc là mình sẽ tiến vô khu vực ngoài đây. Ôi, hình như mình có thấy mấy công trình gì đúng không? Ở đây giống công trình quá, không biết có phải hay không nữa. Tiếp tục chúng ta sẽ gỡ cái này ra và đeo cái này vô để mà tiến vô bên trong thôi. Ok, hy vọng ở trong đây có công trình nào đó xịn xịn để chúng ta có thể thỏa sức đam mê đồ, đam mẻ đồ. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ một cái khu biome mới thì phải. Ô, cái gì kìa, cái gì kìa. Có một cái tòa trắng trắng các bạn ơi. Không biết mình cái nhà à đúng rồi. Có một cái tòa gì đó. Ok la nha, lượm tiền nha. À có hai ngôi nhà nhỏ ở đây. Chắc là của dân làng thôi. Mình nghĩ khả năng cao là của dân làng ấy. Ba ngôi nhà lận. Đúng rồi. Của dân làng thiệt các bạn ơi. Hy vọng trong đây có cho mình nhiều thuốc súng đi. Bây giờ mình gọi là đam mê thuốc súng rồi. Ở đây không có đường đi lên à. Ngôi nhà gì kỳ cục vậy? À đây là những cái ngôi nhà cái kiểu gì ta? À nhà chài à. Mình quên tên, nhà sàn ấy. Có đường đi lên. Để chúng ta đi lên thử xem coi. Có đồ xịn thì lốt nhé, còn không thì thôi chúng ta lui thôi. Chứ trên đây nó cũng bình thường giả mang con ngang. Chỉ là một phiên bản làng chài nhỏ nhỏ thôi, không có gì đặc biệt hết à. Nhảy xuống luôn. Mất tí máu chắc không sao đâu. Sau khi mà trên nó lót xong á các bạn à, thì ở đây mình gặp một công trình này. Nhìn nó bạc bạc các bạn à. Và nó có những cái tên phù thủy trong đây. Bây giờ mình sẽ tiến qua luôn. Cuối cùng gặp mấy cái công trình nó lạ lạ rồi này. Bạc bạc thế này nhìn giống như là cái ngôi đền Gorgon của cái tên của con gì ta? Của Medusa, đúng rồi Medusa. Thì thử tiến qua đó thử xem nhá. Coi đây là cái gì để chúng ta khám phá nhanh đi. Mình thực ra mình không biết làm cái nhiệm vụ mấy nhiệm vụ này sao luôn ấy. Ở đây đúng rồi, nếu cuối tập hôm nay rảnh thì chúng ta đi về căn cứ rồi mình đấu nhau một đợt cúp dân làng được các bạn à, làm thêm một nhiệm vụ sẽ nhặt thêm được một phone and ride. Ôi được hay hay. Xịn xịn. Bây giờ thì tiến vô chỗ này nhá. Cái biome ở đây nó khá là lạ nha, nhưng mà nó khá là đẹp. À, ô cá sấu kìa. Wow, con cá sấu nó có giết được mình không ta? Mình nghĩ là tới cái nước này chúng ta nên bỏ cái này ra được rồi đấy. Để mà đeo cái trái tim của Golem vô thì nó mới gọi là đảm bảo cái độ an toàn của tôi. Không là ngỡm của tỏi đấy. Ở đây thì mình sẽ cất mấy khoáng sản này vô hết đi. Đó. Để chúng ta chuẩn bị cho một trận chiến nào. Chắc là cũng bình thường thôi. Hai con cá sấu. Ui. Ui. Ui, 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 em xin lỗi. Ui, hai con luôn. Ok, cha mẹ ơi, hai cá sấu nó cặp mình. Ok, nhưng mà mấy con này nó yếu xìu các bạn à. Khá là yếu. Nói chung là nó cắn mình không có đau cho lắm. Mà có thể là cho mình có trái tim của Golem. Ở đây chúng ta có thêm Crodokai Skilled. Và ở đây có vỏ sò nữa. Dục. Có cái chế tạo được gì không nè. Ở đây là một cái khu vực gọi là nó hơi thiên về đồng bằng á. Trời, đang coi cái chế tạo được hay không mẹ. Ở lộn, thiên về cái khu vực sông ấy. Có thêm oxy nữa, cộng 2 oxy nữa nè. Bộ giáp này xịn nha. Bây giờ các bạn thích đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến vô chỗ bên đây. Ôi chết rồi. Nó có nhiều, có 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 ông cấp dân làng, 1 ông phù thủy. Mình sẽ giết từng ông bằng cung tên đi các bạn ơi. Tại vì đánh nhau tụi này nó không giải quyết được gì đâu. Chúng ta giết bằng cung tên rồi đi vô loot đi. Ở cái chỗ này to nha. Chỗ này khá là to đấy. Ôi người táo vàng cái ra. Ôi chỗ này to đùng à. Cái đường đi vô đâu các bạn thấy không? Nhìn lại thì vẫn có bao nhiêu đây ông mà không có nhiều cho lắm. Ở trong có hồ cá này sao mà có thấy mấy con cá nữa kìa. À đây rồi. À một ông này. Mày. Ba hit là chết. Ngon. Ui. Ở nhà này đẹp quá các bạn ơi. Cái chỗ này đẹp quá. Mình đang muốn nó làm căn cứ ghê á. Thật sự. Từ để mình đi vô lén lút xem. À cao màu tím các bạn. Wow, cái chỗ này là cái chỗ mà mình làm nhiệm vụ luôn ấy. Từ, để mình giết hết tên này cái. Wow, xịn sò thật sự, thì ra nó nằm ngay trong chỗ này. Mình cứ tưởng nó là như cái biệt thự trong rừng ấy. Thì chúng ta mới gọi là mới gặp được cái tên đó. Thì chắc là cái tên đó là cái tên mà trong nhiệm vụ này luôn các bạn à. Còn Churro này, cái tên này luôn này. Cái tên mà áo màu tím, hôm bữa mình đã xem thử cái mod này rồi. Nhưng mà mình không biết là nó nằm ở trong công trình này ạ. Nhưng mà bây giờ mình muốn giết nó từ sau đấy. Mình không muốn đánh nhau nó đâu, mình nghĩ đánh không lại đâu. Ok, các bạn thấy nó chịu hồi gì chưa? Một này. Ok, mình giết nó luôn đi, giết nó nhanh luôn được không? Chắc là sẽ không khó đâu ha. Nhưng mà tại sao nó trâu quá vậy? Và có phải không vậy? Ủa, đâu phải đâu. Không phải ông này các bạn ạ. Mình bị nhầm rồi. Nhưng ông khác hay sao ấy? Còn chơi ném độc người ta nữa hả? Không phải ông này các bạn ạ. Mà là ông nào ấy? Ủa? Kill the Conjurer. Không lẽ nó bắt mình. Ủa cái con này Conjurer chứ ai nữa. Ủa không lẽ nó bắt mình kêu bằng tiêu diệt bằng kiếm hả ta?
Thì bằng cung, à cái gì nữa, còn chưa ra hết này. Ở kệ sao kỳ cục vậy, sao lùi gió người khác quá vậy. Đấy là mình được cái này rồi. Nếu mà như vậy thì các bạn có thể coi như là mình đã hoàn thiện được nhiệm vụ này được không? Chứ nó sao nó lại để cho cái này rõ ràng là lỗi phải đúng không? Hoặc là nó kêu mình tiêu diệt bằng kiếm, nhưng mà ở đây nó đâu có để là tiêu diệt bằng kiếm đâu đúng không? Nên là coi như là chúng ta đã hoàn thiện xong được nhiệm vụ này nhá. Rồi coi như là mình chấp nó cái món quà đi, không lấy cái này đâu. Hơi buồn một chút xíu. Nhưng mà đây chính là cái nhà hát này, cái tên này nó là một cái tên gọi là nó là nhạc công thì phải. Nó sẽ đứng đây và nó hát cho khán giả ở dưới nghe, là những cái tên cướp dân làng hồi nãy là khán giả. Đứng cái tim. Còn đây là cái phòng thay đồ này. Nó sẽ có cái mũ của tên Conjura. Đeo vô. Mình sẽ như là một nhà hát opera. Ok thôi mình hơi khùng rồi. Ok. Ở đây chúng ta sẽ ăn bánh mì. Nhưng mà cái chỗ này đẹp các bạn ơi. Mình muốn chọn chỗ này làm căn cứ. Muốn chọn chỗ này làm căn cứ ghê á. Ok, chúng ta cứ chọn thôi. Ở đây mình có Throwing Cat. Đây. Conjura rõ ràng chính là hắn rồi. Còn chúng ta sẽ hoàn thiện được nhiệm vụ nhé. Còn cái bon này thì nó để làm cái gì á? Chắc là để kỷ niệm thôi đúng không? Thôi, nếu mà nó cho mình kỷ niệm thì mình sẽ kỷ niệm vậy. Cất hết cái này vô. Cái này nữa. Một cái mũ rất ư là cũng xịn sò con bò đấy. Nhưng cái chỗ này nó... Tính ra là mình có thể solo bằng kiếm nó luôn ấy. Mình cứ tưởng là nó sẽ bị mạnh lắm cơ. Mình nghĩ là nó nằm trên nhiệm vụ này thì nó sẽ gọi là mạnh bạo lắm. Nhưng mà không, các bạn, nó yếu xìu à. Ở đây thì nó có khoảng 4 bộ đồ. Và cái bộ nào thì nó cũng đẹp cực kỳ luôn ấy. Mình rất rất thích cái phòng này luôn. Thôi thì chúng ta sẽ cho nó là cái home thứ ba của mình, căn cứ thứ ba của mình nhé. Không thể nào mà bỏ lỡ được cái này đâu. Ở đây là hiện tại thì mình không còn mấy cái mình còn cái waystone nào trong người không ta? Ở đây còn có một cái à. Mình định là để di chuyển về. À đây, một cái nữa, ngon. Vậy thì chúng ta sẽ đặt nó làm căn cứ thứ ba của chúng ta. Home 3. Ok. Và đây chính là ngôi nhà thứ ba của mình. Tuyệt vời mà trời. Mới ngủ dậy rồi. Ở ngoài đây á thì cũng sung sướng ấy, là nó gần ngay khu vực có cá sấu luôn. Mình nghĩ là mình có thể farm được cái tụi cá sấu để làm full bộ giáp ấy. Nó cũng là một cái điều rất là hay ấy. Cái này cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy các bạn? Tại sao nó lại lủng lẳng ở giữa bờ hồ vậy? Nó là một sinh vật gì đó các bạn ơi. Ờ đúng rồi, một sinh vật gì đó. Ờ con zombie này. Nó chạy mana tông nhanh vậy, chết mình đi. Ok. Nó hơi nhanh nha. À, chắc tiếp tục thì mình sẽ đi sâu vô khu rừng này thôi. Tại khu rừng này nó hơi mới á. Nếu mà chút xíu không có cái gì nữa thì chúng ta sẽ lui về, dùng waystone đi về nhé. Lúc đó thì mình sẽ có một cái cực lộn đấu một cái đợt xâm lược của những cái tên cướp dân làng nhé. Tại mình có cái cung vô hạn rồi, nên là mình nghĩ đấu tụi nó sẽ đơn giản thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ đi sâu vô nữa để mà xem. Khu rừng này thật sự là xịn nha, nó khá là đẹp luôn ấy. Để đứng yên chờ lót chân xem coi còn cái nào xịn hay không. Wow, một công trình khá là được. Và nó sẽ là ngôi nhà thứ ba của mình. Ok, bây giờ mình đi tiếp đây. Vừa dùng một cái waystone thì đây có cho mình thêm cái mới. Trời ơi, sao mà thích thế nhờ. Ở đây có một ngôi nhà này, nó sẽ có một cái lồng spawn của zombie. Hay là mình dùng cái lồng spawn để làm máy farm ta. Mình không biết là trong đây ấy, nó spawn tới một mức nhất định nó có bể cái lồng spawn hay không. Nếu mà nó bể, nếu mà nó không bể thì sẽ tốt hơn. Còn nó bể thì nó sẽ hơi khó đấy. Nhưng mà thôi, bước luôn. Ai da. Hay mà, nó hay spawn sớm đấy nhờ. Tiêu diệt luôn. Mà cái cúp của mình đầu nhanh thiệt á. Nên là bước cái này ra đi. Các cái đốt đây cho sáng á. Ở đây thường nó hay có một quyển sách Engine ấy. Đây, hiệu sức 3 và Graph 4. Cái này dành cho cái cây đinh 3 được nè. Mình thích cây đinh 3. Ok đó. Còn nhà này thì cũng tương đối bình thường thôi. Khá là giản dị thôi. Và đi qua... À, ở đây hình như là một công trình này. Ở đây là công trình các bạn à. Chính xác rồi. Mình sẽ đi lại luôn. Chứ nó không phải là một cái chỗ bình thường. Nó là công trình đấy. Hồi nãy mình vô tình bỏ qua. Con ngôi nhà đó nè. Lại đi, quay lại đi. Thì để quay lại cái chỗ này, chúng ta sẽ dùng cái này đi cho nó nhanh ha. Chúng ta sẽ quay lại bằng cách nào đây? Ôi, nguy hiểm các bạn à. Chỗ này bắn lên mấy cái cây nó khá là nguy hiểm á. Thôi đi bộ đi. Đi bộ cho nó an toàn chút xíu. Có cái giếng nữa. Có khá là nhiều sắt nhưng mà thôi. Sắt bây giờ mình có rất rất nhiều rồi, không muốn lấy thêm đâu. Đúng rồi các bạn ơi. Cái công trình này là của những cái con Bitlin hung hăng nè. Tại sao mất máu vậy? Ôi là trời. Đi ngang mấy thanh niên này cũng mất máu nữa. Cay chưa? À, những cái tên Bitlin không ăn nó đây các bạn ạ. Vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị lượm thôi. Không ngờ mà lại bỏ qua một cái công trình như thế này. Đồ ở đây thì theo như mình nhớ là nó cũng xịn xịn hay sao ấy. Đúng không? Ở đây thì có cái gì không? Đây, các bạn thấy chưa? Cái tụi này nè, nó rất là đông. Ok. Hình như có những cái bọn nó mặc cả cái bộ giáp gọi là Netherite nữa hay sao ấy. Mình nhớ mang máng như vậy. À, chầm hỏng 2, cá thức ăn. Ở trong đây nó có gì nữa không? Có cái đường.
Nó sẽ lâu lâu có khoáng sản cho mình. Chứ sẽ gom mấy cái này thôi. Mấy cái mặt ong chứ mình cũng không có lấy đâu bà con ơi. Có khá là nhiều cái đầu. Chúng ta sẽ phá hết mấy cái lò spawn của tụi này đi. Đây đây các bạn thấy không? Một cái này. Ẩu rồi đó. Ẩu rồi đó. Thằng này thì nó mặc có một trang bị vàng à. Nên ok. Lò nung này thì không cần đâu. Ở trong cái ngôi nhà cây của mình thì nó cũng khá là đầy đủ và nó khá là tiện nghi rồi đấy. Đây 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 rồi, đây rồi. Chúng ta sẽ xử lý cái chỗ này luôn. Ok, bạn đi ra đây. Bạn đi ra đây. Ui. Cái thằng này chạy nhanh vậy. Ở trong đây nó có cho mình cái rương. Ném lại mấy cái này. Chúng ta sẽ có những cái bộ đồ rất là bình thường. Thì ra đồ trong đây nó cũng không có xịn lắm các bạn ơi, mình đang nghĩ nhầm rồi. Đó. Lâu lâu sẽ có mấy cái tên này nữa. Nó cưỡi bò, nó đi đánh người ta. Vậy thì cái chỗ này nó cũng chỉ gói gọn là như thế này thôi. Đi lên xíu nữa xem sao. Có công trình nào xịn không? Ở đây thì có đường đi lên đó không? Không. Ở trên kia có gì không? Còn. Nó còn cái gì thì phải. Không các bạn à, chỗ này coi như là hết rồi. Vậy thì cái chỗ này nó cũng tương đối là nhỏ nhắn ấy, chứ nó không có gì và đáng sợ cho lắm. Trong đây thì có rương không? Không có rương luôn. Bên đây thì sao? Bên đây thì lại là một cái chỗ thôi. Ok thì nhảy lên thử xem. Coi trên đây có gì không? Chỗ này có cái chỗ này. Toàn là thực phẩm thôi. Nên là chúng ta đã khám phá sơ sơ vậy thôi. Được khoảng 34 kinh nghiệm. Chuyến đi này cũng xịn đấy. Bây giờ thì lỡ ra mình lướt căn nhà này rồi mình đi về luôn đi. Ok. Cho chúng ta sẽ đỡ tốn thời gian nhé. Chúng ta sẽ đi đánh nhau với tụi cướp dân làng. Đó, cho nó xịn xào con bò chút xíu. Trước khi mà cái bộ giáp của mình nó hẹo ha. Ở đây chắc chắn sẽ có hai tên. Nó ném boomerang các bạn thấy không? Thấy chưa? Cái thằng này nó có boomerang. Nó đang ném đấy. Đó, nó bay vòng vòng kìa. Ok, ok. Ẩu nè. Kêu bạn mày ra đây. Kêu bạn mày ra đây. Hai thằng. Ngôi nhà này lúc nào cũng chỉ có hai thằng thôi. Ok là. Tụi này có rất là nhiều thịt nha. Nhưng mà thôi, mình không cần thịt từ tụi nó đâu. Tụi nó còn tập bắn ở đây nữa này. Xịn sò đấy. Chúng ta sẽ tiến vô cái ngôi nhà này. Và ở đây có cho mình cái gì đây? Trên đây sẽ có mấy cái rương này. Và chúng ta sẽ có khá là nhiều thịt. Chắc chắn rồi. Táo thì mình sẽ lấy hết nha. Thịt thì chắc là không cần thiết đâu. Để sau này mình làm táo vàng ấy. Táo vàng chúng ta đi khám phá khám ơ đồ. Phá cái này ra. Đây. Đây là cái boomerang này. Và cái này nó hơi kỳ kỳ nha. Nó hơi khó sử dụng nha. Từ từ. Để mình sử dụng các bạn xem. Khi mà chúng ta ném nó đúng không? Boom. Thì nó sẽ bay như thế này. Nó không quay lại mà nó chìm nghiễm luôn các bạn ơi. Trời ơi. Mình nghĩ là nó phải trúng mục tiêu thì nó mới quay lại được. Đây đây, nó đây. Nhặt đi. Bây giờ mình thử trúng con bò nhé. Chắc là nó sẽ không sát thương con bò đâu nên cũng không sao. Ui trời ơi. Như vậy mà hộp kìa. Sao mình kém thế nhờ. Bây giờ thì về ngôi nhà của mình thôi. Đây là ngôi nhà của tôi. Trời ơi. Xịn sao con bò chứ. Đi về nhà. Đường về nhà là 300 gai. Mình cực kỳ thích ở ngôi nhà này luôn ấy. Bằng mọi giá là mình phải ở đây. Trời ơi. Vậy chúng ta sẽ vừa có ngôi nhà cây, vừa có những ngôi nhà kho và vừa có ngôi nhà này. Nó sẽ rất là tiện. Bây giờ thì mình sẽ quay lại cái ngôi nhà kho nhé. Tại vì ở ngôi nhà kho nó có một ngôi làng gần đó với là có một cái khu vực của tụi cướp dân làng. Thì mình chỉ cần lấy cái hiệu ứng thôi là sẽ được nhé. Nó sẽ nằm ở cái home đầu tiên như thế này. Và get go. Chúng ta sẽ về được tới đây luôn. Ok. Để mình xem lại xem. Cái chỗ này là của tụi cướp đúng không? Để xem coi mình đưa qua đây coi. Có cái tụi nào nó cầm cờ hay không? Còn nếu mà không nữa thì chúng ta sẽ đi lên căn cứ của tụi cướp dân làng. Lần trước tụi mình đã tới ấy. Một trong những cái căn cứ đó ở đâu ta? Mình nhớ là mình đã từng tới một cái căn cứ của tụi cướp dân làng rồi. Nó có những cái tấp liệu khá là nhiều ấy. Nhưng mà mình đang hiện tại là quên rồi. Wow, ở đây công trình gì đây? Nó nằm ở đây rồi các bạn ơi. Chính là cái chỗ này. Mắc quá thì mình sẽ tiến tới chỗ này nhá. Hy vọng là sẽ tìm được những cái con mà nó cầm gọi là cái lá cờ. Nhưng mà mình nghĩ là bên đây chắc là cũng sẽ có thôi. Không có gì khó đâu. Vậy chúng ta sẽ đi qua bên đó với một tốc độ siêu cực kỳ là bàn thờ nhá. Và bưng. Hơi đào đấy. Tới nơi luôn rồi, nhanh chưa? Bây giờ đi săn những cái tên cầm lá cờ thôi. Không biết là có cái tên nào cầm lá cờ ở đây không. Mình thì mình không thấy tên cướp nào hết á. Hơi kỳ nha. Bởi nhớ lần trước lại đây tụi nó đông lắm mà ta. Ở đây xem sao. Bây giờ mình thử mình lấy lá cờ này ra. Xong rồi mình dục ra ngoài. Coi nó có lại nó lụm không nha. Nó lại nó lụm thì nó sẽ đeo lên người thì mình giết nó là sẽ được ấy. Không biết cái này nó có áp dụng được hay không nữa. Chỗ này thì mình đã từng lốt hết trơn hết trọi rồi. Chờ tụi nó spawn ra thôi. Nhưng mà có vẻ là không có spawn gì mấy nhờ. Ok, nếu không... một tên spawn ra rồi kìa. Một tên đã spawn ra rồi. Nó ở đây. Bây giờ thử ném cái này ra xem. Có nhặt không? Không nhặt các bạn à. Phải chờ những tên mà nó cầm lá cờ thật sự mới được. Ok, ở đây thì mình cứ giết boss tụi này đi. Một tên này. Có cung xịn nó chắc là giết được đấy.
Ok, xử lý nó luôn. Như vậy thì mình lại chờ tụi nó up, lộn, tụi nó spawn ra thôi. Mới có thêm một tên spawn ra nữa. Nó nằm ở đâu hướng bên đây này. Thôi đi vô chúng ta xem thử nhá. Hồi nãy trong cái nhà này sao ấy. Nãy giờ tụi mình cũng đã AFK khá lâu rồi. Hồi nãy tụi mình nhận ra là mình quên đem theo cái giường ấy. Nên là mình lộn, hồi nãy mình ngủ mà mình quên lấy cái giường lại các bạn. Nên nó ở cái căn cứ thứ ba của mình rồi. Ở đây thì mình AFK nãy giờ mà không có ra. Mới về nhà để mình ngủ và đem theo cái giường đây. Không có ra cái tên nào mà cầm lá cờ hết, chắc là chúng ta phải cần đi thôi các bạn ơi. Đi tới cái điểm kia thì mình sẽ có được ấy. Ở đây mình đi vòng thử xem sao. À, tụi này nó bắn mình đang khá là thốn rồi đấy. À, thêm một vòng xem coi có ai thực sự là đeo lá cờ hay không. Nếu mà không đeo lá cờ thì thôi chúng ta bỏ cuộc thôi, chứ không thể mà tìm được đâu. À, đi lại cái căn cứ kia thì mới ra đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi lại cái chỗ kia nhá. Mình nhớ nó là một trong những cái điểm dừng chân của mình đấy. Để chúng ta đi lại thử xem coi nó có ở gần hay không. Bây giờ thì sẽ tiến về. Nói chung là tiến về cũng nhanh thôi. Chứ là mình có đang muốn chế tạo một vài thứ ấy. À, ở đây thì chúng ta sẽ làm cái này đi. À, bắn cái dèo là về tới nhà liền. Ok là nhanh còn lại chưa. Nhưng mà mấy cái lần như thế này ấy, thì nó sẽ làm gọi là mất đồ bền giáp của mình đấy các bạn à. Nên mình cũng phải tương đối tiết chế lại. Rồi, ở đây thì mình sẽ cần chế tạo nhiều thứ đây. Đầu tiên thì mình sẽ cần lấy thật nhiều kim cương ra. Theo như dòng thời gian thì mình chỉ còn khoảng 31 viên kim cương thôi. Ở đây chúng ta có kim cương trong đây không? Có luôn. Ở đây có khoảng 3 viên nữa. Là 34 thôi. Ok. Mình có khoảng 34 viên kim cương. Mình sẽ nâng cấp tất cả lên thành cái này luôn. Đó. Như thế này. Vậy chúng ta sẽ có được khoảng 3 cái ba lô kim cương nữa. Thì đồ của nó sẽ chứa gọi là cực kỳ to luôn. Đây các bạn có thể thấy là chứa nhiều thế này thì nó mới thực sự có tác dụng với mình. Ở đây thì đồ nó thực sự là hơi nhiều rồi đấy. Cứ cất từng cái vô. Ngoài ra thì mình còn muốn chế tạo một thứ nữa. À, mất các cái mũi vô luôn ha. Ở đây chúng ta sẽ bật cái này vô, bật cái giường vô luôn. Rồi, mình sẽ chế tạo thức ăn thôi chứ sao giờ. Trời ơi, bánh mì của mình ấy gần hết trơn hết trọi rồi. Đây các bạn có thể thấy là chúng ta có cực kỳ là nhiều luôn. Ở đây là có một stack bánh mì này, hai stack bánh mì này và ba stack bánh mì. Tổng cộng chúng ta có được 3 stack. Tha hồ ăn nhá. Ở đây thì mình sẽ lấy một stack ra để mà ăn trước. Sau này hết thì mình sẽ ăn tiếp nhá. Ở đây chúng ta sẽ tới cái điểm dừng chân đi. Không biết nó nằm ở vị trí nào nữa. Hy vọng nó nằm ở trên phía bắc. Nó nằm ở phía này. Khá là gần nha. Mình nghĩ là mình gần cái này đi. Lần này thì ở đây tụi nó cũng đã bắt đầu đông hơn rồi. Mình sẽ dùng cái xô nước và block để chúng ta có thể đi thôi. Đi. Chúng ta sẽ lui về thôi. Wow, chạy ra khỏi chỗ này thôi. Ở đây có khá là nhiều gỗ này. Không lấy thì nó hơi phí nhờ. Không lấy thực sự nó hơi phí ấy. Nhưng mà bây giờ nó sẽ có một pha tương đối mạo hiểm của mình này. Ở đây thì gần một cái làng luôn các bạn ơi. Wow, một cú bay thật là đỉnh từ vị trí của Caret. Gần cái làng luôn và chúng ta sẽ chuẩn bị tiến qua cái chỗ của tụ cấp dân làng đây. Ở cái chỗ này rất rất là gần chỗ này luôn. Đây, ở đây nè các bạn à. Đi qua bên đó nó sẽ tương đối căng thẳng đấy. Mình sẽ tiến qua luôn mà không ngần ngại gì cả. Get go. Ở đây có một cái waystone luôn, ngon. Vậy thì mình sẽ kích hoạt cái waystone này luôn đi. Và lấy thêm một ít bánh mì cho mình. Ở đây có gì đặc biệt không? Ở đây thì không. Mà nhóm thanh niên bảo vệ dân làng khá là nhiều. Đây rồi. Và thế là chúng ta đã tới được cái điểm này nhá. Hy vọng là có những cái tên cầm cờ cho mình. Mình thực sự là cần những cái tên đó đấy. Mình vừa gọi cái charm kia ra rồi. Ở đây chúng ta có được 3 cái waystone. Tha hồ mà di chuyển đi ha. 2000 years later. Và các bạn ơi, trời ơi, mình trở lại chỗ này thì nhiên có một tên rồi đây. Trời ơi, ngon. Và cái chỗ này nó chính là cái tháp canh thiệt này. Mà nó phiên bản gọi là design lại thôi. Ở chết cha chưa, tại sao có loot moon vậy? Loot moon rồi đi mà hai tên luôn. Ok, cứ giết một tên thôi. Rồi, mình có lời nguyền rồi. Chạy thôi. À, mình chịu khó đứng AFK tí thì có thiệt các bạn à. Chết rồi. Bây giờ chúng ta chạy đi đâu bây giờ? Đêm trăng máu thì hơi khó đấy. Chạy về thôi. Thậm chí là nó có hai tên cầm lá cờ trên đầu luôn chứ. Không. Vậy chính là cái chỗ này mới là chân ái nè. Cái chỗ lúc nãy không phải. Giờ thôi, tụi quái nó spawn đâu quá trời đâu kìa. Run. Đừng cho em về đi chứ. Cho em về đi dùm cái. Đêm nay mình sẽ trốn trong ngôi nhà. Trời, cái thằng kia đứng thấy ghê quá. Ok. Hay là mình về nhà cây mình trốn ta. Chỗ nào cũng được. Không vấn đề gì hết. Chúng ta sẽ chờ cho tới sáng mai. Rồi chúng ta sẽ đi vô một cái làng nào đó. Và sẽ có một đợt trận chiến dân làng. Chắc là mình sẽ không đi qua cái làng ở gần qua đây đâu. Mà mình sẽ đi qua cái làng mình mới kích hoạt cái waystone lúc nãy. Cái này nè. Cái làng này á, xung quanh nó có nước. Nó sẽ rất dễ đối phó với tụ cấp dân làng. Là cái thứ nhất. Mình nghĩ chút xíu mình sẽ qua bên đây luôn. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ chắc là AFK này trốn thôi. Hay là mình enchant cái kiếm kim cương nhờ. Ở đây mình vẫn còn ít đồ ấy.
Chắc là tranh thủ đêm nay chúng ta in-gen tí đồ đi. Ôi chết rồi, mấy ngọc lưu ly đâu rồi ta? Lưu ly của tôi đó rồi. Ôi là trời, mình để ý thì mình không thấy mấy cái lưu ly của mình để đâu nữa rồi. Không lẽ là mình để trong đây à? Biết ngay mà. Ở đây chúng ta có chậm hỏng 3. Chậm hỏng 3 thì cũng được. Hay là mình in-gen thêm một cái cung khác ta. Ở chậm hỏng 3 đi. Ben of Electro ngon. Cái này ngon nha, chút xíu mình đánh nhau tụi cấp dân làng mà mình có cái dòng Ben of Electro 4 luôn. Là sẽ giúp mình đánh nhau tụi nó thốn hơn nhiều. Wow, lượm tiền. Hiệu sức 3 hả? Cho cái rìu thì không cần thiết lắm, tại vì cái rìu có cái sẵn các bạn. Hai cái này mình có ven mai được. Đó chắc là mình sẽ để dành kinh nghiệm nha, để dành thôi. Tại sao có tên cướp ở gần nhà mình vậy? Tại sao lại có cướp gần nhà mình nữa các bạn? Các bạn có thấy không? Ok thôi, bỏ đi. Chờ tới trời sáng nhé. Mình sẽ kiên nhẫn chờ tới trời sáng rồi chúng ta sẽ tính tiếp nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn nhé. Mình nhìn ở ngoài thì có vẻ là trời đã hé sáng rồi. Và đã để cái dòng cho mình là The Blood Moon Set, The Undead Begin to Burn. Ủa, có nghĩa là tụi này đang chúng sắp cháy rồi đó. Nhưng mà trời mưa sao tụi nó cháy được, trời ơi. Nó thông báo là mấy tụi này sắp cháy rồi nhưng mà trời mưa. Xong rồi tụi nó hết cháy luôn, thấy ghét không? À quên, hồi đó có thấy cái tụi cướp dân làng rồi ta. Ở xung quanh nhà mình sao tự nhiên bây giờ hết thấy rồi. Mình mới đi ra ngoài, đi ngoài uống nước xíu. Ok mày láo hả? Nhờ này, ok. Chắc là bây giờ chúng ta vào việc luôn các bạn ơi. Đi đánh nhau đi. Mình bây giờ thì cũng không sợ gì đâu. Chuẩn bị lượm tiền tụi này thôi. Ở đây cho nó quất một ổ bánh mì cái đó. Chắc là chúng ta sẽ tiến qua cái ngôi làng đó luôn. Tại sao nó lại kích hoạt ngay cái thứ hai nhỉ? Rồi, cuộc xâm lược diễn ra luôn rồi. Và những giây tiếp theo sẽ là những giây đánh nhau to rồi các bạn à. Hy vọng là mấy anh dân làng này không bị sao nhé. Tại vì xung quanh này nó có khá là nhiều nước. Mình nghĩ nó sẽ khá là được. Mình Cường hả? Tên Cường hả? À không, tên Donald. Ok. Ở đây là Maren Annalisa. Ôi sao lag vậy? Ok thì nhìn trên bản đồ tụi nó đi theo hướng bên đây. Đi theo hướng bên đây các bạn à. Tụi nó đang hủy diệt dân làng của tôi. Chạy đi. À để mình test cái cây. À chết rồi, thôi xong mình bắn vô dân làng rồi. Mạnh nha. Mình dùng cái cây này các bạn à. Mình chém từ từ, mình giết thằng này cái đã. Chém hai phát là chết cái tụi này luôn ấy. Xịn. Hay quá, có mấy anh bảo vệ cái làng của mình, nó xịn quá. Ở đây thì mình sẽ dùng cung bắn bớt những cái tụi này đi. Ngon. Nó đi theo hướng này thì mình cũng thấy xịn sò đấy. Có cái dòng Illusion Band, lòng Band of Illusion 4, trời xịn thật. Không mà Illusion Band cũng đúng. Rồi, tiếp theo là đường nào đây? Tiếp theo thì mình sẽ cố gắng mình chăm chú mình nhìn trên cái map này. Xem coi tụi nó đi từ hướng nào đây. Xuất hiện đi. Ờ chưa xong. Rồi, tụi nó đi đường bên đây tiếp hả? À, giết cái tên phù thủy. Mày nè, tụi bay đi vô đây. Phù thủy, ơi, cái tên phù thủy nhìn lạ quá. Cái tên này nhìn cũng lạ nữa. Ok, cứ xử lý tụi nó bằng cung hết đi. Mình nghĩ cái đợt này chúng ta sẽ cố gắng làm xong cái nhiệm vụ này luôn. Bảo vệ được dân làng nó sẽ rất là xịn. Dùng cung cho nó nhanh nhá. Tụi này nó đứng ở ngoài nó chờ ai á. Ok la. Ôi, cái cung của mình mạnh thật sự á. Ok, một tên cuối cùng thì cho nó hưởng cái Ben Illusion của tôi. Illusion Ben chứ. Thuốc súng nhiều nha. Có một cái chứ không nhiều lắm. Wow. Mob in gen book nữa. Xin nhớ. Ok, vô đây chờ tiếp. Hy vọng tụi nó sẽ đi đường biển tiếp nha. Để mình có thể dễ dàng tiêu diệt tụi nó hơn. À, tụi nó vẫn ở đây. Thôi xong rồi. Một cái này, hai cái. Ui, con heo nó chưa thấy mình. Giết nó trước khi quá muộn nha. Ê, không phải. Em của ta chỉ là bạn thôi. Không phải ý em là vậy đâu. Dân làng ơi, em đang cứu dân làng mà. Giết tụi nó đi. Ôi, thôi xong rồi dân làng ơi. Tụi nó kìa, tụi cướp kìa. Mày nha. Không ai thấy mình hết nha. Không ai thấy mình làm cái gì hết nha. Ok, ở đây thì mình sẽ xử lý tiếp cái tụi này. Tụi nó đang đi vô đây. May mà tụi này nó không có nhận ra mình ấy. Nó không có tiến sâu vô nên khá là dễ đánh nhau. Như kiểu này thì chúng ta khá là dễ đối phó luôn ấy. Giết tên phù thủy trước. Mình thực sự sợ phù thủy nha. Ok. Và ra lốt tí đồ thôi. Mình sẽ đẩy tụi này đi về miền cực lạc hết. Mày được một cái này nữa. Ngon. Đồ nhiều thì kinh nghiệm cũng nhiều nữa. Giờ đây chờ tiếp. Ồ, mấy nhân làng mò ra tới tận đây luôn à. Đúng là cái máu chiến của mày ảnh. Mà cái thằng nhóc này chạy vào nhà hết coi. Giờ này mày còn lưu sư buông ở đây à. Ở chết cha chú. Lần này tụi nó ở giữa hả? Chết cha rồi. Lần này tụi nó ở giữa. Hồi toàn rồi, lần này tụi nó mạnh lắm các bạn ơi. Ok.
Thôi lần này thì mình khá chắc là chúng ta sẽ không bảo vệ nổi cái dân làng này đâu. Nên là được như thế nào thì mừng như thế đó thôi. Bắn được ai thì bắn. Nhất là những cái tên mà nó đang phù phép đồ ấy, mình sẽ ưu tiên bắn những cái tên đó nha. Hay quá. Dân làng của mình nó xử lý gần xong rồi. Đi vô, cầm kiếm vô đi. Cầm kiếm vô. Cái đạn này chúng ta phải... Ui thôi xong rồi. Chính là cái tên lần trước các bạn ơi, phải giết nó từ xa. Để cho dân làng giết nó đi. Cái tụi này á, nó dùng khiêu là mình nó mù các bạn. Các bạn nhớ tập trước không? Tập trước cái tên này nè, cay thật sự. Tức quá. Đến điện máy xanh thôi. Ở đây thì sao? Hết mù lẹ coi, để mình nhanh chóng mà tiêu diệt hết cái tụi này đi. Còn khoảng 1-2 tên thôi. Dân làng chết quá trời chết luôn. Nó đâu rồi? Vẫn còn đánh nhau. Còn một tên cuối cùng. Rồi. À vậy tên đó bị giết chết rồi. À đúng rồi. Mình sẽ chữa trị cho mấy thanh niên đây, Iron Golem của mình. Đây, như thế này đi. Đổ nó hơi bừa bộn các bạn ơi. Đánh xong thì mình mới xử lý được. Chữa trị. Ngon, 100 máu liền. Ok, lần này thực sự là mình mong nó sẽ đi từ bên ngoài vô. Thay vì ở trong cái này, nó làm hao tổn gọi là cái nguồn nhân lực của mình ghê á. Cố lên. Lần này thì sẽ ở hướng nào đây? Và ngon nha. Lần này có con heo. Giết con heo trước khi quá muộn. Ok, giết nó. Ok, sắp chết rồi. Ok, vậy thì lụm tiền. Mày. Và xử lý cái tụi cầm giáp kim cương hả? Iron Golem ơi. Biết vậy mình lấy bí ngô mình chế tạo thêm Iron Golem rồi. Mình không ngờ tụi này nó mạnh thế này các bạn à. Tụi nó được bóp ấy. Cầm giáp kim cương, kim củng đâu cả đống này. Có cái tên phụ, có tên dùng phép nữa. Ui, toàn cây cung mình gần hư nữa chứ. Cái đợt này hơi toan nha. Mình sẽ dắt tụi nó lại cái ông dân làng cho ông cái con Iron Golem. Để cho Iron Golem xử tụi nó. Iron Golem ơi. Ok, mày chạy nhanh vậy. Mày phải cần giết cái tên đó trước. Giết những cái tên phù phép từ xa đi. Bằng cái cây đây, xử lý thằng này trước. Mày, bỏ dân làng tao ra. Cái tên phù phép từ xa là tên nào nhờ? Nó chạy rất nhanh. Tên này cũng rất mạnh. Tên này cũng cực kỳ mạnh luôn. Hai tên này nó cứ chạy vòng vòng hoài á. Một cái này. Chúng này. Hay ra dân làng nó cứ chắn chỗ tôi. Trời ơi, chết dân làng luôn rồi. Ok, chết đi, chết mày đi. Một ông nhá. Ở đây còn cái ông này nữa thôi. Ông sẽ rơi ra cho mình một cái vật tổ trường sinh đấy. Khá là chắc luôn. Ôi. Có thực sự là ổn không vậy? Hay quá, anh Golem tới rồi. Wow, mình được một cái nhiệm vụ gì đó. Wow. Xịn thiệt, The Magician. Wow. À cái này cái đã. Lại nhặt cái vật tổ trường sinh nhá. Chúng ta hoàn thiện chưa? Vẫn chưa các bạn ơi, vẫn còn số đông cái tụi này ấy. Ở đây mình sẽ vứt một vài thứ không cần thiết để mình nhặt lại những thứ xịn nhé. Đây, cụ thể là cái vật tổ trường sinh này nó rất là xịn này. Ok la, một cái vật tổ trường sinh. Có cả một cái mũ kim cương cho mình nữa. Và nó khá là full ấy. Được. Tiếp tục mình đâu xử lý hết tụi này cái đó. Không thể để tụi nó nhẫn nhơ ngoài vòng pháp lực thế này được. Đi ra. Ai cho mày dám đụng vô làng của tao vậy hả? Đi ra hết. Mình đang sợ thằng này nha. Thằng này nó cầm cuốn sách. Nó như kiểu là một cái ông gì rất là ghê vậy đó. Ok. Tụi bay hả? Các bạn nhìn cái tên phù thủy kìa. Nhìn nó mặc giáp kìa. Quá là kinh dị, cái này không phải là phù thủy bình thường. Đó là phù thủy gì á? Villa Witch. Ok. Và một tên này. Và tên cuối cùng đâu rồi? Còn một tên cuối cùng nữa. Đây rồi, nó đây rồi. Nó còn khá là ít máu các bạn à. Sorry các bạn nha. Cái trận chiến này mình xử lý nó hơi cồng kềnh. Hay bạn ơi. Chủ trị này, vẫn 100 máu hả? Ngon. Lần này mình không biết có phải là lần cuối cùng hay chưa, chứ mình thật sự là đang khá là sợ ấy. Mình sẽ chuẩn bị chạy trước nha. Chạy trước và chúng ta quay lại đánh sau. Thì nó sẽ dễ đối phó hơn ấy. Đó, đi đường trên kia. Đường trên đây. Có con heo không? Có con heo nào không vậy? Đây, giết cái tên này trước này. Giết cái tên này trước. Một này, hai này. Ok, chết rồi. Cái tên đó thì nó rơi ra một cái vào tổ trường sinh ấy. Chút xíu thì mình tính sau nhé. Mấy cái tên bình thường này chúng ta dùng kiếm đi để mà tiết kiệm cung. Đây, dùng kiếm này. Hay lắm. Iron Golem come here. Ok. Wow, cái lần này thì nó không có được đáng sợ đâu các bạn ơi. Cái tên này nó có dùng phép gì không? Ok. Ôi, có tên dùng phép mù mình này. Chính là cái tên lúc nãy. Thế nhờ Iron Golem cứu thôi. Ok. Chạy vào đây. Wow, xịn sò thật sự. Trận chiến này thật sự là mình khá là thích luôn ấy. Nhưng mà nó hơi đáng sợ thôi. Ném cái này đi. Chừa đồ xịn xịn chút xíu chúng ta còn nhặt nữa. Ok, mình giết cái tên phù phép đó trước nha. Nó phải tên này không nhờ? Ôi, nữa hả?
Hình như nó đang đánh nhau với Iron Golem ở đây này sao ấy. Để mình qua bên đây mình sửa cho ảnh. Đi tiếp đánh nhau đi. Nó đánh tới đâu thì mình sẽ sửa chữa tới đó cho nó nha. Ok. Chứ bây giờ mình bị mù rồi. Có lần. Cách này hay nhờ. Đánh đi. Tôi ủng hộ ông. Xong chưa? Cha mẹ ơi, mình thật sự là sợ ấy. Thôi bạn ơi, kẻ cướp à. Mà công nhận nhìn nó mặc giáp kim cương, nhìn nó cứ đồ sọ kiểu gì á. Ở bên đây chúng ta vẫn còn một cái tên phù thủy. À, tên này nó đang phù phép một cái gì đó. À, nó bóp sức mạnh hay sao ấy. Cái tên đỏ đỏ này. Rồi, còn... À, phù thủy kìa. Rồi. Nữa hả? Chữa chi lẹ. Trời ơi, xém xíu là tan chưa. Nó rơi cho mình mắc nhện màu này nữa à. Cũng số lượng còn khá là ít các bạn à. Còn có một vài tên thôi. Mình sẽ tiêu diệt nó nhanh nhanh nhá. Những cái tên phù thủy này. Xong chưa? Vẫn còn. Trời tối rồi đấy. Tha dùm cái đi. Trời ơi, đến từ đâu đây? Lần này mình nghĩ là khả năng cao là lần căng thẳng nhất. Nhất luôn các bạn ơi. Nhất thế giới vũ trụ này. Chúng ta sẽ chuẩn bị ban ra biển chạy thôi. Và nó tới từ hướng bên đây. Đó, hướng này được. Vẫn là chuyên mục giết con heo nha. Phải giết con heo mới được. Hai con heo lận. Lần này mình nghĩ là không dễ ăn đâu. Rồi thôi, nó đụng vô ông dân làng cũng chết nữa kìa. À, dù xuống nước. Dù xuống nước là ok nhất. Ok. Nó, cái ông nó cưỡi cái ông này. Vindicator đúng không? Okay. Trời ơi. Rồi ông này cưỡi nó chứ nhầm. Xử lý mấy con heo trước. Rồi chúng ta tính mấy cái thằng kia sau nhá. Ok, hai con heo đã được xử lý. Ở đây thì mình sẽ giết cái tên này. Nó thực sự rất là mạnh. Ok. Mặc giáp kim cương nữa chứ. Chết mà đi, ngon. Nó đã chết rồi. Nó chết thì đàn em nó cũng chết theo luôn. Nên cũng rất là ok. Ở đây thì mình sẽ xử lý mấy cái thằng đàn em của nó bằng cái kiếm Illager Band của mình. Hold on. Ok, good job. Ngoài kia thì còn mấy cái tên phù phép nữa. Trời ơi, lại cái thằng này nữa. Mình thề là mình ghét thằng này nhất thế giới luôn ấy. Chơi cái chiêu mất nết thật sự rồi. Và có vẻ như là anh Adam Golem đã hy sinh sau khi mà mình tỉnh dậy rồi. Bây giờ làm sao đây ta? Chắc là phải bắn cung từ xa thôi. Mà kể cây cung này có hư thì chúng ta vẫn phải bắn thôi các bạn à. Chờ cho lúc nó gần hư luôn đi rồi mình không dùng nữa. Chứ tới cái lúc này phải dùng thôi, bắt buộc phải dùng thôi. Ôi thôi. Anh bạn muốn như nào hả? Tất cả thằng cầm rìu chạy lại đây. Tất cả chạy lại đây. Chỉ còn một vài tên cuối cùng thôi. Là chúng ta sẽ hoàn thiện được cái thử thách này. Khá là căng thẳng. Đây, còn mấy cái tên này nữa. Giết nó luôn. Nhân à. Còn một vài tên nữa thôi các bạn ơi. Mình không biết nó nằm ở vị trí nào. À, nó vẫn còn ngoài đây. Vẫn còn mấy tên nó mở bạc tiên ngoài đây này. Thì chúng ta sẽ chạy ra và bắn cung nó thôi là xong nhá. À, có tên màu xanh nữa. Cái tên màu xanh này nó sẽ dùng phép băng ấy, liên quan tới băng ấy, khá là căng thẳng ấy. Phù thủy này. Dạ, hình như đợt này là đợt cuối rồi đó các bạn à. Tại vì có hai con heo mà không phải đợt cuối thì nó hơi kỳ á. Ok. Chạy ra bắn nhau cho mấy cái tên này chết hết luôn đi. Cho mình hy vọng mình hoàn thiện cái nhiệm vụ này sớm nhất có thể đi. Ăn hả? Ăn năng hối cải thì không ăn. Cái gì đấy? What? Như vậy mà nãy giờ không chết kìa. Một hit cuối cùng. Boom. Ten 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 ten. Cái ủng của mình cũng đã hư luôn rồi. Trời ơi. Nhưng mà chiến này thật sự là xịn. Đánh nhau rất là căng thẳng luôn. Thậm chí là mình dùng gần nát cái cung rồi. Cái cung này thì mình sẽ sửa chữa lại sau ha. Wow. Một chiếc đánh nhau. Nhưng mà tụi nó không bắn pháo hoa lên ăn mừng hả? Trời, dân làng gần chết hết rồi. Iron Golem cũng hẹo rồi. Cái vị trí để lấy ở đây rất là thuận lợi các bạn ạ. Nếu không ấy là mình sẽ cũng khó đánh nhau lắm ấy. Mày cất đi không? Mày có thò đi không? Mày dám đụng vô dân làng của tao hả? Đi ngủ cái các bạn ơi. Rồi sáng ra mình sẽ thử xem coi mấy thanh niên trao đổi cho mình có nhiều đồ xịn hay không nhá. Mình thấy trên làng chỉ còn có 3 thanh niên thôi. Còn có 3 thanh niên dân làng thôi. Tội nghiệp thật sự. Mất việc hết trơn hết trò luôn. Ăn mừng thôi. Và hình như là mình đã xong được cái quest này. Chúng ta sẽ có được một foil netherite. Nice. Ném cái áo da ra đi. Đồ thì đồ xịn cũng nhiều ấy. Chúng ta sẽ cất vô bớt đi. Cất cái này vô. Được một vật tổ trường sinh nè các bạn à. Tại vì mấy cái số lượng lúc nãy thì mình không có nhặt được nhiều ấy. Để giờ mình đi vòng vòng, mình loot vài vòng xem coi chúng ta được thêm cái gì. Đồ đây đa phần là nó bị despawn hết trơn rồi. Mình đeo cái trái tim này ấy. Nên là cũng không có được gọi là trâu cho lắm. Nên hồi nãy tôi nói đánh mình cũng hơi thốn. Suy cho cùng thì chúng ta được. Ở đây. Đây có được tính vật tổ trường sinh không? Đây có một cái. Ngon. Nhạc. Được hai vật tổ trường sinh rồi đó. Khá là xịn rồi nha. Ok, bước mấy cái đồ kim cương rách này đi. Rồi. Như vậy thì đây, vật tổ trường sinh thứ 3. Nice.
Chúng ta cái chuyến này cũng tương đối lợi các bạn à. Và chúng ta đã thực hiện theo được một nhiệm vụ. Và xem như là trong tập hôm nay mình thực hiện được hai nhiệm vụ này đi. Tại mình cũng đã kêu tiêu diệt cái tên này rồi. Vậy chúng ta chỉ còn một cái nhiệm vụ cuối cùng là Kill the Warden. Nó phải yêu cầu là mình phải tìm được một khu vực Deep Dark các bạn à. Cái đó thì chắc là chúng ta phải đi mine nhiều thì mới tìm được. Ở đây thì nhặt thêm ít đồ đi. Mọi thứ có vẻ ổn rồi. Nhìn cái tưởng là biome Deep Dark rồi đấy nhưng mà không phải. Ok thì hôm nay cũng đã dài rồi. Và chắc là mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Và nếu các bạn thích video này thì quên để lại cho mình một like, một subscribe và đừng quên bình luận ý kiến của các bạn phía bên dưới nhé. Mình sẽ tiếp tục nhanh chóng hoàn thiện cái nhiệm vụ này trong tập sau. Và cũng như là hoàn thiện cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải thực hiện được. Ok và hẹn gặp lại các bạn. Và chúc các bạn một ngày mới thiệt là tốt lành.